Ban tổ chức lễ chùa Bà Cố Năm đang quan trang trọng kính chào quý ông khách và đồng đạo đến dự lễ là cúng dỗ Bà Cố Năm lần thứ 87 ngày 5 tháng 10. Kính mời quý khách đi dạ thẳng lên trước dùng tên, đi thẳng lên phía sau dùng bốn nguyên ngang ông dùng bánh chèo. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời, kính mời. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây những bảo vật của bà Năm để lại nha cả nhà. Để mình quay nhà xem nha. Tóc của bà Năm để lại nha cả nhà. Rất là ngon nha cả nhà, để mình quay cái nhà xem nha. Còn cái này chừng nào ăn mới đem lẩu ra nha cả nhà. Chỗ này là chỉ là đồ khô thôi. Thấy cái nào. Đổ bánh xèo nha cái nhà. Tám kẹp đô hả? Tám kẹp đô. Tám kẹp chú ơi. Quá đông rồi. Vô luôn chú ơi. Đấy, quá đông luôn rồi. Ta chờ quá trời luôn. Quá
bữa nay là ngày lễ dỗ của bà Năm nha cả nhà. Bà Năm này thì đệ tử của Đức Bổn Sư nha cả nhà. Đông quá rồi, quý vị vô không thể tránh được, quý vị từ từ mình vô. Bây giờ mình tính đi vô chính điện quay mà quá đông mình vô không được nha, mình dạo dạo bên ngoài với chỗ để ăn cho nhà xem thôi. Ở ngoài mình có thẳng vô để mình cúng tiếp tục. Giờ bây giờ mình đi thẳng về chánh điện mình quay cho cả nhà xem nha. Điện quá đông. Đây những bảo vật của bà Năm để lại nha cả nhà. Để mình quay ở nhà xem nha. Tóc của bà Năm để lại nè cả nhà.
Thưa quý vị cộng đồng mạng, bà Năm của mình là rất tuyệt vời. Khi bà Năm gặn duyên tình thì kêu hết đồng đạo lợi để giao lợi cho Đức Quỳnh giáo chủ, chứ không phải là bà dụ đạo mà bà giữ đạo với trời thầy nha. Bà học tốt chỗ đó, đó nên lễ dỗ của bà hàng năm đồng đạo rất là đông đảo. Tiểu sử của bà Năm là hy hữu lắm quý vị. Quý vị hãy đến dự lễ dỗ của bà để hiểu về bà thêm một người đàn bà rất là tuyệt vời. Và thế gian này chắc không có ai sánh được đâu. Thành thử ra quý vị nhớ đi dự lễ bà Năm nha. Rồi đồ ăn. Năm nay để ăn năm nay làm như hoàng tráng năm rồi hết rồi. Dạ, hoàng tráng. Dạ. Có người ta ủng hộ sửa sang đổi sao cái mồ làng chặt lắm. Dạ, bây giờ là thấy mở rộng ra nè. Dạ. Thành thử ra chánh đạo là vậy đó. Dạ. Quý vị nên tìm lại tiểu sử bà Năm. Dạ. Tại vì tiểu sử mong có nói với con là ngửa cánh lên đây. Dạ. Nói rồi chút xíu đi ăn uống xong là hoàng tráng. Dạ, dạ. Chia sẻ tìm được bà Năm. Bà gặp nạn chưa? Gặp nạn chưa? Đưa dầu cho gì chưa? Hồi nãy bà chủ dầu tôi gửi cho 20 chai đó nha. Cảm ơn bà. Quay đi, quay đi. Giới thiệu cho mẹ. Chỗ chỗ bà cũng đá, lấy tay chỗ chỗ cho các bạn. Dạ. Giới thiệu cho mẹ ngoài đây, bớt nè. Dạ. Bà đeo ở đây hả? Bạn này. Dạ. Dạ, bây giờ tính tên chị Tâm ơi này. Lập trồn mỏng hả?
Lâm Sầu Mộng. À, biết là biết là biết rồi. Thầy. Biết rồi nè. Lâm Sầu Mộng ở trong trần thế việc tu hành với chợ đông có cái gì ơi. Mày gỡ khẩu trang ra đây. Gỡ cho coi. Gỡ cho Phật đánh mình sợ hoài. Đây là cái đường trước mặt mình là cái đường đi thẳng ra là ngoài đường cái nhà là trong chùa Bà Năm, là ở trong này là cái đường cũng hơi nhỏ nha cả nhà. Chỗ Bà Năm này ngay cũng hơi hẹp mà bây giờ là anh em cô bác bên đạo người ta tài trợ cũng mở rộng ra cả nhà. Chứ hồi năm rồi thì hơi kẹt. Năm nay rất là rộng. Ban tổ chức chúng tôi nhận thấy là trong ngôi chùa đó là phía bên trong là con cúng rất đông, để quý vị khách vừa mới đến đó, chúng ta từng tự rồi thợ trong cúng xong quý vị hãy vô. Chú ơi, chú nói giùm cái lễ Bà Năm giùm đoạn chú. Nói cái lễ này là ngày mấy tháng mấy á? Ban tổ chức lễ chùa Bà Phố Năm năm quan trang trọng kính chào quý ông tác và đồng đạo đến dự lễ là cúng dỗ Bà Phố Năm lần thứ 87 ngày 5 tháng 10. Kính mời quý tác đi dạ thẳng lên trước dùng tên đi thẳng lên phía sau thì cúng nguyên ngang ông dùng bánh trèo. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời thì kính mời. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây là đại sâm. Sâm với sâm hả chị? Sâm với bánh lọt. Để bánh lọt vô luôn ha. Ồ ngon quá. Có hột lựu nữa. Sâm bánh lọt hột lựu luôn. Đây là cơm. Cơm tự chọn. Quay đồ ăn nha. Cơm tự chọn nha cả nhà. Ồ quá ngon. Cơm tự chọn. Qua đi. Dạ. Kịch nào? Hồi dân dùng chút. Dạ. Nó cho mỗi trước 3 triệu á, trước 300 trăm. Hai nước.
rồi. Chùa năm này là cặp ngoài mới xong nha cả nhà, ngay bến đò ở Tân An luôn. Chùa năm này cũng không được rộng lớn hơn cả nhà, mình quay nãy giờ nó cũng giáp rồi, cũng dài rồi, mình dạo dạo xương xương nữa rồi mình tạm dừng video. Bữa nay là cái video này quay bữa nay là ngày lễ chánh nha, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023 âm lịch. Bữa nay là ngày lễ dỗ của bà cố năm, là chùa bà năm đó cả nhà. Ô, đồ ăn. Ủa, ngon. Qua kho à. Ủa, qua kho ha. Ở trong này cái sọn đãi nè cả nhà. Đây đi vô người ta, về vô trước em con xe theo. Đây. Ở đây đó. Bây giờ quay ở đây trước này sao vậy, nói vụ đãi đi. À, cái này kính thưa quý vị, chỗ này là đãi đồ món cho quý vị đồng đạo đi dự lễ, là của chị Hai Mạnh với đệ Lâm bên Phú Quốc qua quý vị. Đệ này cũng rất tận tình từ bên Phú Quốc qua đây để nấu đãi cho quý vị. Mà chị Hai Mạnh là người đứng ở đây, vừa năm nay là chị Hai Mạnh tài trợ cho các ở sau đó cho được sạch sẽ. Bây giờ nhà tắm cầu tiêu về đây, đồng đạo mình làm những chuyện rất là tuyệt vời. Đi dạy ngoại quay rồi. Dạ đây. Đồ ăn quá ngon. Giới thiệu với quý vị, đây là mấy chị mình nấu đồ để cúng bà cố năm của mình. Nấu hẻm, chị này là chị Hai. Chị Hai ở đâu? Tận Hồng. Chị Hai Đồng Tháp. Đồng Hồng ngữ Đồng Tháp. Mấy chị của mình hy sinh vì đạo và cỡ này đó mà cũng phải đi. Đó, quý vị nhìn mấy bà lão này ha. Dạ. Đây quý vị là ái mộ bà Năm của mình, tại vì bà Năm mình rất là tuyệt vời, bà giữ đạo trên giao rồi cho đức quyền giáo chủ cho con giữ đạo đó, nên mấy chị này là già dạ bùi dạ. Dân dùng đó, bùi dân dùng dạ 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 đúng rồi đó, bác bùi dân dùng Facebook hả? YouTube có gì? Có ai cái điện thoại đó là nó bắt nghe thấy dạ. Đây vậy. Đây giới thiệu quý vị là hội bà Năm có những cụ già như thế này vẫn đi làm từ thiện quý vị. Đây, người thiệt việc thiện đó quý vị. Nó đâu vui vẻ đâu, tánh thần lương vẻ mặt tương tư quý vị, đồ Phật giáo đó quý vị. Còn giới thiệu hai nhân vật chính mà đại tài trợ đẩy đó. Đây là những món đồ ăn để cúng bà cố năm. Đây là cháu bà cố năm. Chị này là cô này là cô út, là trưởng bà nhà bếp. Cái đó là cháu là cô năm. Cái đó là cháu dâu. Còn này là cháu dâu, này là cháu dâu. Dành cho cháu. Chứ chạy được chứ. Tiêu không lấy cho dành tao mới được. À tiêu được chứ. Được. Bà qua bỏ rồi bỏ vậy đi. Bà cố năm rất là ngon. Quá ngon. Tôi sắp cái mỡ dầm có đậu cái chấm cái đó.
thân mình đó, đi đại lễ đó cả đấy là hình gương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Vui ha. À, chào quý vị, còn hai nhân vật chính trên đây là đồ đãi hồi nãy đó. Chào quý vị, đồng đạo đi lễ của em nó quay gỡ cái gì ra nước ngoài đó nha. Cái đẩy này là của chị Hai Mạnh ở Thanh Châu. À, cô Hai Mạnh. À, cô Hai Mạnh Thanh Châu. Chị Đệ Lâm ở bên Phú Quốc qua nè. Ở đây là mới mở rộng ra nè ha. Cái này là chị Hai Mạnh xây dựng mới năm ngoái mới về. Dạ. Hồi năm rồi chỗ này chẹt lắm, năm nay quá rộng luôn. Phải phát triển chứ. Dạ. Mà cố mình tự chơi. À, quay mấy anh chàng đẹp trai đi. Dạ. Cơm. Cơm. Cơm như đây dễ đủ quá chú. Nấu hoài luôn phải không? Dạ. Rồi quay mấy chàng đẹp trai được lượng tâm này. Dạ. Giờ quý vị cộng đồng mạng nhìn coi ai mua được quý vị điện cho con bác nha. Ồ. Ngon quá. Nè đồ ăn rất là ngon nè. Đó, nhìn mấy cô thiếu nữ mình ha. Đẹp trai, đẹp gái nha, mấy anh chàng đi đãi cũng đẹp trai nè. À. Đâu ai nói vậy? Rồi chào anh chàng vui vẻ để ra tiền. Đi đâu ai cũng nói đẹp trai ha. Bệnh quần, bệnh quạng. Anh hỏi. À, anh hỏi. Con mới nhau để chạy tôi không có dối. Mẹ tôi không có dối dài luôn, không có dối. Rồi bánh tiêu. Ồ bánh tiêu, bánh tiêu cái bự chứ hả? Bánh tiêu đây, bánh tiêu. Cái này bánh gì? Xôi gà. Cái này xôi gà để cúng bà cô Năm. À để cúng cho đãi sao? Đãi luôn. À xôi nè. Đấy rồi, để đãi xôi cái này. À xôi xôi vậy nè, xôi gà phải không? Để vô chiên cho giòn luôn. Xôi gà mới để vô chiên quý vị. Giờ anh chàng đẹp trai này coi mua được không, mua thì giới thiệu cho bác qua ông Mỹ. Đây là Đại Lâm từ bên Hồ Phú Quốc qua đây nấu đồ để cúng bà cố mình đó. Đại Lâm. Đại Lâm đây phải không? Ờ. Với chị hợp tác với chung với chị Hai Mạnh đó. À. Người làm phước được tốt. Người làm được thánh thần ủng hộ đó. Bây giờ cái gì cộng đồng mạng thấy cái gà cái dầu nào mà vừa ít thì điện cho tôi bán cho. Xôi gà hỏi cái ông. Xôi gà để đem lên chánh điện cúng bà Năm chứ không có đãi khách. Thank you.
đây đãi đồ ăn là rất là ngon nha cả nhà, để mình quay cả nhà xem nha. Còn cái này chừng nào ăn mới đem lẩu ra nha cả nhà. Con này là chỉ là đồ khô thôi. Ha ha ha!
tiền này